Chào mọi người nhé, hiện tại thì Xuân Thiệu đang có mặt trên tuyến đường sang bên bản Lũng Linh nhé mọi người. Thì hôm nay Xuân Thiệu vào đây là để sang bên nhà mấy bố con của em Súng ấy. Thì để xem là em đã lấy được cái cây về để chuẩn bị làm cái chuồng dê chưa nhé mọi người. Hôm nay Xuân Thiệu vào đây thì cũng mua vào đây là khá nhiều đồ nhé cô bác. Có gạo, mì tôm, rồi thịt, rồi các nhu yếu phẩm. Đấy, cũng tương đối là nhiều. Mới vừa rồi là ở đây là trời mưa rất to. À đây, vừa mới gọi em Súng sang để hộ tống lấy ít đồ này. Bây giờ là xe máy không đi xuống đây được rồi nhá cô bác. Mấy hôm vừa rồi ở trên vùng cao này là mưa rất là nhiều luôn. Vì vừa rồi là ảnh hưởng cái cơn bão số 3. Mưa rất nhiều, hôm nay bắt đầu là hừng nắng rồi. Thì cũng mấy hôm là Xuân Thiệu cũng không vào trong bản này rồi. Hôm nay vào đây là để chốc nữa sẽ mang những đồ này sang bên nhà em. Những cái đồ này thì là vẫn tiếp tục là sử dụng về cái số tiền của anh Hoàng và chị Bình ở trong Bình Dương nhá quý cô bác. Và cụ thể cái số quà này hết bao nhiêu thì chốc nữa là sẽ kê khai sau cho anh Hoàng, chị Bình và mọi người được biết cụ thể sau. Thế và vào đây lấy những cái đồ này về đi em. Khá là nhiều đồ. Sáng nay đi vác cây sao mà áo bẩn thế? Đi chặt cây à? Em Súng này là bây giờ là tập nói tiếng Kinh đi nhá, anh thấy là em vẫn biết là vẫn hiểu mà. À, nhưng mà nói được ít thôi phải không? Hả? À? Tao á? À? Nói bình thường đi. Nói chỗ nào không biết thì anh bảo, còn cứ như thế này anh vào đây thì toàn không biết nói tinh kinh thì nhiều khi cũng không biết thế nào mà hiểu được cả. Khá nhiều đồ đấy. Bây giờ em lấy đi, em lấy bao gạo với thùng mì cho, còn những cái túi này để anh xách. Lấy thùng gạo với mì tôm thôi. Hôm nay thì vào thì chỉ mua một bao gạo là 10 cân thôi nhá cô bác. Tại vì là mấy bố con này đợt trước cũng lấy cho một bao là 20 cân rồi, nhưng mà ăn cũng còn chưa hết. Đấy, cứ lấy 10 cân một để mấy bố con dùng hết thì sẽ lấy dần thôi. Tại vì là cũng mấy 2-3 bố con ấy, dùng nó cũng không được nhiều lắm ấy. Nên là cứ hết thì mang vào dần thôi nhá cô bác. Để nhận lại những cái túi để anh cầm. Đấy, hôm nay là có cả đồ chơi cho hai cháu. Đấy. Đây là thịt này nhá các bác. Đấy, bây giờ anh em giờ sẽ di chuyển dần thôi. Sáng nay chắc em vừa mới đi lấy cây về để làm chuồng dê rồi. Nhà em Súng này thì cũng có anh Hoàng và chị Bình ở trong Bình Dương là hỗ trợ cho em là một cặp dê nhá các bác. Thì bảo là em là lúc nào gửi con đi để lấy cây về để làm chuồng dê dần. À, em gái này vác khỏe thế. Ở dưới này hôm nay là đang có cái nhà đang chuyển nhà nhá. Đây, mấy chị em này khỏe thế hả? Chào xe á cô bác, anh thấy rất vất vả luôn, phải điệu những cái tấm ván và gỗ lên tít tận trên đường này nhá các bạn. Ở dưới này đang dỡ nhà. Phía dưới này là bà con đang dỡ nhà kia. Cả cái khu vực này là mấy hôm vừa rồi mưa lại ngổn ngang đất đá hết rồi, sổ xuống hết phía dưới này. Đất đá ngổn ngang hết rồi nhé. May bà con đã xếp cái đá làm cái lối đường nổi sang ấy, không thì bình thường là rất nhiều nước luôn. Phải cởi rời ra à? Ô, có đôi giời rách nát hết rồi còn đâu nữa. Được rất là nhiều, dâng hết tận lên trên này rồi. Anh em mọi người thấy
ảnh hưởng đến mưa mấy hôm liền. Hôm nay thì nước cũng đã rút bớt đi rồi nha các bác. Mấy hôm trước thì mưa to ấy, nhiều nước để Xuân Thiệu cũng không vào đây được. Hôm nay là trời hứng nắng với lại nước rút rồi thì mới vào đây. Để sang bên nhà em súng được. Để xem là em lấy cây chuẩn bị như thế nào rồi nhé các bác. Tiếp tục lên đường rồi. Rất là chật chật. Ôi trời. Mệt quá. Đã đến chỗ nghỉ rồi nha cô bác. Bè bét hết này. Này không biết là bò hay là của bà con làng xóm về đây vầy ở đây sao bê bét hết này. Đã đến nhà đây rồi nha mọi người. Hôm qua trời mưa. Mệt quá. Tạm thời để đây đấy nhá. Hôm qua trời mưa dột vào đây à? Ui, hạt hết cả cái góc này rồi nhá. À, cho vào đây là đựng nước đầy ở đây rồi. Mưa gió các thứ là cho vào trong này. Đây, mọi người anh thấy mưa hắt vào đây ướt hết rồi tối hôm qua. Đi chơi về rồi á? Hả? À, lấy cái chiếu về giải đây em ơi. Em lấy cái chiếu kia cả về giải đây xong là lấy cái đồ chơi cho con chơi. Đấy, sáng nay là Xuân Thiệu vào đây thì cũng mua hai cháu của bố súng là một túm đồ chơi nhá các bác. Ờ, đấy. Cho cháu xuống xong là lấy cái này cho cháu chơi. Kìa, lấy cho nó chơi. Đấy, lấy ra cho hai con chơi. Bây giờ đi làm gì thì lấy cái này cho con chơi nhá. Để xong rồi làm nữa không cóng nữa. Cóng nhiều thì con vừa nóng mà vừa không đi được ấy. Đấy. Thấy đồ chơi còn thấy lạ đây còn chưa biết là cái gì đây. Đấy, kéo mạnh nó ra. Đấy. Đấy, ô tô máy xúc nhá. Đấy, xong là dạy anh bảo cái này. Đấy, anh trao cái món quà này cho mấy bố con nhé. Hôm nay thì Xuân Thiệu vào đây thì cũng tiếp tục là sử dụng cái số tiền còn lại của anh Hoàng và chị Bình ở trong Bình Dương nhé các bác. Đợt trước thì Xuân Thiệu cũng đã chi đi mấy lần ấy, cái số tiền của anh Hoàng và chị Bình ở trong Bình Dương thì còn lại là 485.000 nhé. Thì hôm nay là Xuân Thiệu tiếp tục là sử dụng cái số tiền của anh chị là mua một bao gạo này. Cái bao gạo này là 10 cân nhé. 10 cân thì ở đây họ bán là 140.000 nhé cô bác. Đấy, tại vì là mấy bố con của bố súng này thì cũng ít ấy, sử dụng cũng không được nhiều ấy. Đợt trước vào thì cũng một bao 20kg thì vẫn còn một ít ở đây này cô bác. Chỗ này thì chắc cũng còn vài ngày nữa nhưng mà Xuân Thiệu cũng mua vào trước ấy. Để sợ là Xuân Thiệu cũng không vào đây được để bố con còn có cái mà sử dụng ấy. Đấy. À, một bao gạo này là 10 cân là họ bán là 140.000 này. Chỗ một thùng mì là 90.000. Chỗ thịt này là hơn 1 cân nhé. Là 145.000 cái chỗ thịt này nhé cô bác. Và một chai nước mắm nữa. Chai nước mắm này là 20.000. Và một túi đồ chơi cho hai cháu. Để cho hai cháu chơi cho em súng ấy. Có đi làm cái gì thì cũng không phải là cõng nữa. Thì có những cái đồ cho hai cháu chơi ấy. Thì tổng cái số quà hôm nay Xuân Thiệu mua là hết 485.000 nhé mọi người. Thì cái số quà này là đã sử dụng hết cái số tiền của anh Hoàng và chị Bình ở trong Bình Dương rồi. Để đợt trước là anh có gửi cho Xuân Thiệu là 2,5 triệu ấy. Thì anh có dặn là 2 triệu là mua các thứ nhu yếu phẩm cho mấy bố con cháu súng ấy.
thì cũng vào đây mấy lần và chi cái số tiền của anh đi rồi, và vừa rồi gần đây nhất thì cũng mua các thứ ấy, về cho gia đình ấy, còn sót lại 480.000 thì hôm nay Xuân Thiệu đã chi hết số tiền của anh chị rồi nhé. Đây nhá, anh bảo nhá, cái số quà này là của anh Hoàng với chị Bình ấy, ở trong Bình Dương ấy, đợt trước là cũng mua cho nhà em là cái chăn với lại các thứ rồi nhá. Thì hôm nay là anh tiếp tục là lấy vào đấy để trao cho mấy bố con em để có cái mà sử dụng nhá. Có nhớ anh Hoàng chị Bình không? Và thấy có tâm nói tiếng Kinh đây, anh thấy là em vẫn hiểu mà. Nói bằng tiếng Kinh này, cháu cảm ơn. Cháu cảm ơn. Chú Hoàng. Chú Hoàng. Cô Bình. Cô Bình. Ở trong Bình Dương. Cho Bình Dương. Đã mua quà cho cháu. Mua quà cho cháu. Đấy, bây giờ cứ tâm nói mới dần dần mới biết được. Chúc cô chú. Chúc cô chú. Nhiều sức khỏe. Nhiều sức khỏe. Đấy, bây giờ là có phải tâm nói đi nhá. Cứ ngại thì làm cái gì. Hôm nay là mới phát hiện cái khả năng là em sống này là cũng có thể là nói được nhá cô bác. Bây giờ Xuân Thiệu vào đây thì sẽ tập nói với em nhiều hơn để cho em có thể biết được cái tiếng phổ thông cho nó dễ. Vì mỗi lần vào đây thì hầu như là cũng không có ai phiên dịch ấy. Nhiều khi là nói em cũng hiểu được cái ý thôi, nhưng mà cũng không nói được, em cứ ngại thôi. Hôm nay là mới biết là cái khả năng của em có thể nói được. Chẳng qua là cứ nghĩ không nói được là em cứ ngại thôi. Đấy nhá, bây giờ anh sẽ trao cái món quà này cho mấy bố con nhé. Thì qua đây thì Xuân Thiệu cũng xin được thay mặt em Súng gửi lời cảm ơn đến anh Hoàng, chị Bình. Trong cái thời gian vừa qua thì đã có những cái tấm lòng cao cả gửi trao yêu thương đến gia đình em Súng này nhé. Cho bố con em Súng này cũng có những được những món quà rất là ý nghĩa. Được bớt khó khăn hơn, từ chăn rồi gối rồi các thứ thực phẩm cho gia đình em Súng. Mấy bố con là đỡ khó khăn và vất vả hơn. Bây giờ nhá, bây giờ tí nữa em cất cái gạo này đi. Cái thịt này em để bên kia xong là tí nữa là nấu cơm cho mấy bố con. Em treo lên đấy được đã. Tí nữa là đi lấy cây về để nấu xong là hắn nấu cơm nhé. Bây giờ thì nó cũng còn sớm thôi. Bây giờ mới có hơn 9 rưỡi. Đâu cây đâu, anh xem nào. Ra đây anh xem cái cây sáng nay em đi lấy ở đâu nào. Trời bắt đầu nắng rồi. Em mưa bé bét hết này quý cô bác này. Để định làm cái dự tính là sẽ làm cho gia đình em cái chuồng dê ở chỗ này. Hôm rồi đã san hết cái nền ra rồi. À đây à, lấy được bằng này nhiều rồi á. Đây đây, cột cái này về làm cột á. Hai cây to này làm cột, với lại hai cây to này nữa là được 4 cây 5 cây rồi. 5 cây to rồi. Đi đâu lấy? À tít ở trên này à? Đi vào nhà đây xong là tí nữa anh em mình đi lấy. À đấy, bây giờ có đồ chơi rồi là chơi không đòi bố nữa. Bây giờ là sẽ đi lên trên đồi này để lấy cây về làm chuồng dê nhá. Sáng nay thì em cũng đã đi lấy được một ít rồi, nhưng mà vẫn còn chưa đủ nhá cô bác. Giờ sẽ mang hai cháu này đi mà gửi chỗ nhà em xả đây. Để có mấy chị em chơi ấy, thì mới đi được nhá mọi người. Ồ. Đấy. Chồng em ấy nhá. Này, em cầm con dao cho anh. Ấy ra. Sắp xong rồi. Yeah. Chỗ này chắc độ 1-2 ngày nữa là sẽ xong. Đi đi em ơi. Đi đâu đấy? Tận đâu? À ra ngoài này à? Giờ hai anh em là đi sẽ đi lấy cây nhá mọi người. Ô nhiều cây nghệ thế. Đấy nha mọi người, những cái cây cỏ này rất là nhiều luôn. Những cái cây này tới này nếu mà có dê là rất là tiện lợi nhá. Toàn những cái cây mà
dây ăn được ấy. Đây là những cái cây cỏ kim này, hay là gọi là cỏ đĩ ấy, rất là nhiều luôn. Mùa này thì nó chưa vào vụ khô ấy, vẫn còn tươi tốt. Nên là bò với dê thì ở khu vực này thì rất là tiện lợi. Phía dưới này là đã là sông Nho Quế rồi. Đó. Hôm vừa rồi mưa mấy hôm liền, khá là nhiều nước. Ngô của bà con này đã thu hết rồi. Ra cây đấy à? Hai cây này có phải không? Không phải á? Anh tưởng là hai cây dưới này cũng phải của nhà mình hết. Hả? Không phải à? Ờ được rồi, cứ chặt đi. Chặt cho nó đổ về bên này. Đấy, cây này làm cột là quá to rồi nhá mọi người. Chỗ này thì cây này chắc là phải được hai cột. Phải làm to một chút thì cho nó mới vững. Sáng nay thì em cũng chặt được khá nhiều rồi. Một cây này nữa là sẽ đủ cột với lại những cái cây ngọn ấy. Sẽ lấy về làm cái sàn cho con dê được nhé. Đã về cũng có hai con thì cũng không cần đổ 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 đổ. Ui. Cây này thì nó cũng mềm. Chặt cái cành ra trước em ạ, chặt cái cành ra trước. Khá nặng đấy nhỉ, này to, cái này thì nó mới chắc. Dốc về để làm sàn nhé, đấy, dốc đi. Cái này mang về làm sàn tốt mà. Trên này có phải nữa không, mấy cây kia? Hả? Có phải. Hả? Phải á? Phải thì lên chặt về làm sàn. Ui khổ, rất là dốc mọi người. Đây mới biết là cái nương của bà con làm nó vất vả như thế nào nhá mọi người. Đọc đi không đã thấy mệt rồi. Chỗ này thì nó còn có đất, nhiều chỗ nó cũng không có đất được. Đây này, cái cây này có làm sàn được cái này. Đấy, hai cây đấy nhỏ nhỏ mang về làm sàn. Ai xa tảng đá này. Đây có tổ ong nào hay sao? Trông như thế nó phải trèo lên nhá các mọi người.
Rồi, cây này là đã to rồi. Chỗ lấy ở dưới này này lấy hết rồi. Hết rồi à? Nha mọi người. Sáng nay là hai anh em đã đi tập kết về được khá nhiều cây rồi. Bằng này là chắc là cũng gần đủ nhá. Cây to này sẽ làm cột này. 3 cây. Đây có 4 cây kia, 5 6 cây rồi. Và những cái này sẽ làm quay vòng quanh và làm cái sàn nữa là chắc là cũng đủ. Lấy cái đấy về đào á. Đấy, đôi cây đây nó dài bao nhiêu mét đấy. Đấy, như thế được rồi. Như thế cũng phải độ 2 mét hơn rồi. Ừ, đấy. Ra một chút nữa. Chỗ chân em kia, chỗ chân em kia. Cứ đào ở đây cột này trước đấy em ạ. Đấy, cứ đào ở đấy đã. Xong rồi mình đo sau. Đấy, bây giờ anh em tiến hành là sẽ đào cột nhé quý cô bác. Đất này mềm này. Đào to ra một tí em ạ, đào rộng ra một tí, thấy cái cột mình to. Hiện tại đã xong được một cột rồi nhé các bạn. Làm cột thứ hai. Không cần to lắm đâu, tại vì là cũng chỉ có hai con ấy. Làm độ rộng độ thế này là 2 mét mọi người. Xuống dưới kia độ 2 mét hơn 2 mét nữa là được. Hiện tại đã được hai cột rồi nhé mọi người. Đấy, phía dưới này là hai cột nữa là sẽ buộc và gác những cái sàn này. Hôm nay Xuân Thiệu vào đây thì cũng chưa mua được cái dây thép buộc ấy. Đấy, hôm nay thì cũng khó
không biết là em đã lấy được những cái cây về đủ chưa ấy. Nên là cũng chưa mua được cái đinh và dây thép buộc. Hôm nay tạm thời là sẽ chôn cọc và ghép sàn trước. Đấy. Để mai xuân tiêu vào thì sẽ mua dây thép và đinh nhé cô bác. Những cái cột này đã chôn được 4 cái cột là được. Xong là sẽ làm cái sàn nhé. Cái sàn thì nó cũng không cần cao đâu, thấp thấp thôi. Cái giống dê thì nó phải có sàn cho nó ở nó sạch sẽ. Tại vì nhà em này cũng cái nền đất ấy, nên là cũng phải cần sàn nhé. Còn nữa xong là đi nấu cơm nhá, xong ăn cơm đã, chiều ngập đấy. Đã chôn được 3 cột rồi nhé cô bác. Một cột này nữa thôi là được 4 cột rồi. Chỉ cần 4 cột thôi, xong là làm cái hoành gác xuống ấy, là được. Con nhỏ nhỏ này được không em ạ? Đấy, con này này. Con này hay con to kia? Con to cũng được, con to đây dài quá, phải chặt đi à? Đấy, trừ ra. To thế này nó mới chắc. À, cao hơn cột kia rồi, cao hơn cột bên kia rồi. Ừ, đào xuống một tí, hay là chặt đi. Đào xuống sâu được thì nó càng chắc em ạ. Đấy, không, một tí nữa, lên một tí nữa. Anh em là cũng vừa đi lấy cây về, bằng này cây thì chắc là cũng đủ rồi, nếu mà còn thiếu thì cũng lại đi lấy tiếp nhá. Hiện tại là cũng chỉ là chôn được 4 cái cột lên tạm thời trên này trước. Xong được 4 cột này là hai anh em sẽ đi nấu bữa cơm cùng chung với gia đình, để tiến tới là sẽ cùng phụ giúp gia đình em Súng này được cái chuồng dê, là sẽ mua cho gia đình em là một cặp dê để cho cái bố con của em Súng là tới này sẽ phát triển được cái kinh tế, làm một cái cần câu cơm cho mấy bố con nhé các bác. Ở phía dưới này những cái cây cỏ rồi các thứ này là hầu như là dê ăn được hết nhé, tại vì cái giống dê là nó ăn được rất nhiều thứ cây. Mùa này thì cũng vẫn còn tương đối là nhiều thức ăn cho dê, ít nữa ra thì mùa khô thì trong nữa là những cái ở trên này thì mới là cây nó héo hết đi, khó. Rồi. Rồi anh em nghỉ tay nấu cơm đó. Giờ hai anh em sẽ nghỉ tay để nấu bữa cơm đã. Giờ cũng muộn rồi nha cô bác. Sáng nay vào thì cũng 9 giờ hơn, và bây giờ thì cũng đã 11 giờ hơn rồi.
hai cháu thì mới mang đi gửi trên chỗ nhà em xã, chưa đón về. Nước này có vòi đây nhưng mà lại người ta ở trên kia là người ta chưa cho xuống nhá, cứu bác, tại vì là cứ nhà kia lấy đi xong rồi thì mới cắm xuống đây, đấy, theo cái vòi xuống đây. Nên là cũng phải vẫn phải có can vào những cái thùng, hôm nọ vào đây thì cũng mua cho gia đình em xuống một cái xô để mà dưỡng trữ nước rồi. Đấy, nhưng mà mùa này thì có đầy nước ấy, nước chảy đi rất là phí, bởi vì nhà em cũng không có cái tét hay là cái bể để mà dự trữ ấy. Ít nữa ra mùa đông thì rất là khan hiếm nước nhá, các bác, lại phải xuống tận dưới sông Nho Quế này để lấy nhá. Mưa này thì tiện nước. Bây giờ thì hai anh em sẽ nấu bữa cơm đã, rồi chiều sẽ làm tiếp nhé, các bác anh chị. Xuân Thiệu cũng xin khép lại cái video ngắn của mình tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.